Đái tháo đường là một bệnh mãn tính không lây, đang ngày một gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Việt Nam là nước có tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường nằm trong top cao của thế giới. Thông thường, bệnh đái tháo đường thường gặp ở những người trên 45 tuổi, ngồi nhiều ít vận động, những người đang mắc bệnh thừa cân béo phì, người mắc bệnh huyết áp vô căn hay bị rối loạn mỡ máu. Có rất là nhiều loại thảo dược ở xung quanh chúng ta mà có tác động hỗ trợ được đến căn bệnh đái tháo đường. Và hôm nay chúng ta có sự hiện diện của bà Nguyễn Hải Anh, đại diện cho nhãn hàng Hạ Khang Đường trong trường quay của Vì Sức Khỏe Của Bạn. Và bà có thể chia sẻ với khán giả truyền hình về cái cơ chế của Hạ Khang Đường đối với căn bệnh đái tháo đường được không ạ? Như bác sĩ cũng có chia sẻ, hàng ngàn đời nay thì nhân dân ta đã biết là sử dụng các cái loại thảo dược quý từ thiên nhiên để mà bào chế ra các cái bài thuốc. Thì ngày xưa thì mọi người có thể là dùng bằng cái hình thức là thuốc sắc, thuốc uống, nó cũng khá là bất tiện. Thế nhưng bây giờ thì kèm với cái việc là khoa học kỹ thuật phát triển cũng như các cái công trình nghiên cứu thì đã bào chế ra những cái sản phẩm thuốc viên nén hay viên nang rất là dễ sử dụng. Và cái trên cái nguyên lý đó thì cái Hạ Khang Đường của chúng tôi ra đời trên những cái bài thuốc từ thiên nhiên, ví dụ như là cao dây thìa canh này, khổ qua này, la hán này, bạch chuột này, bồ công anh này, đó, và một số các cái thành phần thảo dược thiên nhiên quý khác, nó có cái tác dụng là hỗ trợ và điều trị cái bệnh về tiểu đường và ngăn ngừa các cái biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Và một cái đặc điểm đặc biệt của sản phẩm Hạ Khang Đường đó là nó có cái cơ chế tác động trực tiếp và hỗ trợ tái tạo lại cái tuyến tụy. Đây chính là cái nguyên nhân căn bản gây ra cái bệnh tiểu đường. Đến 90% những cái bệnh nhân mà sử dụng Hạ Khang Đường thì sau 10 đến 15 ngày là đã thấy những cái hiệu quả. Với thành phần chính là dây thìa canh, hạt thủ ô, thương chuột, hoàng kỳ, đan sâm, đảng sâm và một ít thành phần bí sử của người Tày được chọn lọc kỹ càng, nên Hạ Khang Đường hoàn toàn lành tính, không gây tác dụng phụ, an toàn để hỗ trợ điều trị bệnh. Hạ Khang Đường hiện đang được sử dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra thành phẩm là những viên nén dễ dàng cho người sử dụng mà vẫn giữ nguyên được những tinh chất quý hiếm của thảo dược. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.